Nên mua xe đầu kéo Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc nào tốt nhất? Thị trường xe đầu kéo Việt Nam hiện nay thì có rất nhiều sự lựa chọn các thương hiệu đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc với nhiều chủng loại khác nhau. Vậy thì ta nên mua loại xe đầu kéo nào tốt nhất? Xe đầu kéo Hyundai hay là xe đầu kéo Mỹ cũ hay là đầu kéo Trung Quốc? Và sau đây thì chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích ưu nhược điểm của từng khía cạnh của các loại xe đầu kéo có nguồn gốc khác nhau và kết luận xem nên chọn loại xe đầu kéo nào phù hợp ở cuối video hôm nay. Về chất lượng, xe đầu kéo Hyundai, chất lượng hàng đầu, xe đầu kéo Mỹ cũ, Frontline, chất lượng tốt nhưng hay bị lỗi nằm đường do xe cũ và địa hình Việt Nam không phù hợp với xe đầu kéo Mỹ. Mazda 4, chất lượng thua xa Frontline và Hyundai, khả năng tải yếu so với Hyundai và Frontline. Xe đầu kéo Trung Quốc hay bị hư lặt vặt, độ bền thấp. Về bảo hành, xe đầu kéo Hyundai 3 năm hoặc 100.000 km một giờ. Xe đầu kéo Trung Quốc 18 tháng hoặc 30.000 km. Xe đầu kéo Mỹ cũ tối đa 6 tháng hoặc 30.000 km. Khả năng kéo hàng hóa, tổng trọng kéo. Xe đầu kéo Hyundai 39.090 kg. Xe đầu kéo Trung Quốc 38.730 kg. Xe đầu kéo Mỹ cũ 36.955 kg. Khả năng hoạt động mọi địa hình. Xe đầu kéo Hyundai, hệ thống treo bằng nhíp có trục ba lăng nên xe đầu kéo Hyundai có khả năng vượt đèo, vượt địa hình. Xe đầu kéo Hyundai có khả năng bám đường tốt khi đi các đường lầy lội, khả năng quá tải sức bền cao, hiệu suất làm việc cao liên tục, cỗ máy làm việc liên tục hiệu quả cao. Công ty hoạt động xe liên tục phải nghĩ đến mua xe đầu kéo Hyundai. Khả năng xoay sở quay đầu ôm cua của xe đầu kéo Hyundai rất thuận lợi khi đi các cung đường nhỏ hẹp do kích thước cabin gọn không quá dài. Đặc biệt là khi đi đường đèo, do sử dụng hệ thống treo bằng nhíp nên khi om cua hẹp trên đèo, xe sẽ không nhảy cóc, tạo an toàn không văng xa dễ lật đèo như xe đầu kéo Mỹ do sử dụng hệ thống treo bằng bầu hơi và đầu cabin quá dài. Xe đầu kéo Trung Quốc đi địa hình rất tốt nhưng độ bền không cao và ổn định, dễ hư hỏng lặt vặt. Xe đầu kéo Mỹ cũ. Đây là điểm yếu nhất của xe đầu kéo Mỹ, do khoảng cách gầm thấp nên xe đầu kéo Mỹ chỉ phù hợp đi trên các cung đường thẳng phẳng tốt. Do xe đầu kéo Mỹ sử dụng hệ thống treo bằng hơi trên hai cầu sau nên độ bám đường khi đi vào đường xấu lầy lội hoặc leo dốc cao và trơn kém hơn xe có hệ thống bằng nhíp có ba lăng. Nguyên nhân là do xe bầu hơi khi vào ổ gà cân bằng độ bám đường bằng hơi của bốn bánh sau chậm và mềm hơn ở mặt đường lồi lõm, cho nên sinh ra hay bị lầy ở đường xấu so với hệ thống treo có trục ba lăng. Cũng chính vì lý do này nên khi đi đèo dốc thì xe đầu kéo Mỹ không chịu đòn bằng xe Hyundai, Nhật Bản và Trung Quốc. Nếu không cẩn thận om cua khi lên đèo, có khả năng lật và văng ra khỏi đèo. Xe đầu kéo Mỹ có thân hình to xác và đầu dài nên việc di chuyển nặng và khó xoay sở chuyển hướng trên những cung đường quanh co không gian nhỏ. Tiêu hao nhiên liệu. Xe đầu kéo Trung Quốc từ 32 đến 33 lít trên 100 km. Xe đầu kéo Hyundai 35 lít trên 100 km. Xe đầu kéo Mỹ cũ từ 35 đến 37 lít trên 100 km.
đủ tiện nghi và thuận lợi. Xe đầu kéo Hyundai, phụ tùng dễ dàng tìm kiếm phổ biến, giá thành hợp lý, động cơ quen thuộc với thợ sửa chữa, dễ dàng sửa chữa bảo trì với hầu hết các thợ máy. Xe đầu kéo Trung Quốc, phụ tùng dễ dàng tìm kiếm phổ biến, giá thành hợp lý, sửa chữa dễ dàng. Xe đầu kéo Mỹ cũ, phụ tùng linh kiện thay thế mới khó tìm, chỉ có linh kiện cũ nhưng chất lượng không đảm bảo, ổn định, khiến chủ xe luôn đau đầu khi xe nằm đường. Động cơ xe điện được gắn nhiều cảm biến nên cần thợ có kỹ thuật cao. Khi hư hỏng nằm đường nên xe đầu kéo Mỹ cũ chỉ thuận lợi hoạt động trên quốc lộ lớn, nơi có thể tìm được các thợ máy có kỹ thuật cao, không phù hợp các địa hình hẻo lánh, có dân cư không tập trung. Độ an toàn. Xe đầu kéo Hyundai có độ an toàn cao với nhiều cảm biến, mang lại sự an toàn cho lái xe. Xe đầu kéo Mỹ cũ, do xe cũ nên các cảm biến an toàn không còn đảm bảo an toàn cao trong quá trình vận hành. Xe đầu kéo Trung Quốc được thiết kế có độ an toàn tương đối nhưng không ổn định và bên như xe Nhật và Hyundai hay hư hỏng lặt vặt. Về giá xe, xe đầu kéo Mỹ cũ, dòng Mark Force chất lượng kém, 650 đến 750 triệu, còn dòng Fortline chất lượng cao, 1,3 tỷ đến 1,4 tỷ. Giá xe đầu kéo Trung Quốc từ 800 đến 950 triệu, còn giá xe đầu kéo Hyundai 1,570 tỷ, HD700 hoặc là 1,690 tỷ, HD1000. Như vậy là kết luận lại thì xe đầu kéo Trung Quốc giá thành rẻ, thu hồi vốn nhanh, cầu xe vượt đèo, núi đi địa hình phù hợp, linh kiện phụ tùng thay thế phổ biến giá hợp lý, đầu ngắn dễ dàng quan sát quay đầu ở cung đường nhỏ hẹp. Tuy nhiên xe đầu kéo Trung Quốc hay hỏng lặt vặt, mau mất giá, xuống cấp về chất lượng nên giá trị khấu hao cao. Nếu có nguồn hàng nhiều ổn định, thời gian khấu hao ngắn thì mua xe đầu kéo Trung Quốc là phù hợp. Tuy nhiên chủ xe phải chịu khổ vì luôn luôn suy nghĩ đau đầu về tình trạng thường xuyên hư vặt. Hai là xe đầu kéo Mỹ cũ, động cơ khỏe, nội thất rộng, xe trẻ em trên đường phẳng không gồ ghề do có hệ thống treo bằng bầu hơi, giá tiền đầu tư thấp. Tuy nhiên, xe đầu kéo Mỹ cũ chất lượng không đồng đều, tuổi thọ giảm nên khả năng hư hỏng nằm trên đường cao khiến chủ xe đau đầu ăn ngủ không yên. Gầm xe thấp, sắc to, cabin dài, hệ thống bầu hơi có độ bám đường kém và mềm nên rất khó hoạt động ở các đường địa hình, lầy lội, đường đèo, núi, đường cua hoặc khó xoay sở khi quay đầu, khi vô các đường phố hẹp. Vì vậy, đầu tư xe đầu kéo Mỹ giá đầu tư thấp và chỉ phù hợp cự ly ngắn đường trường rộng phẳng đẹp hoặc cự ly dài trên các tuyến quốc lộ, không phù hợp đường đèo dốc địa hình và phải chuẩn bị đội ngũ có kỹ thuật để xử lý tình huống. Xe đầu kéo Hyundai. Nếu kinh doanh vận tải lâu dài, áp lực vận tải hàng hóa cao liên tục, tài chính mua xe tốt, khấu hao nhiều năm, không lo lắng sửa chữa nhiều, muốn chạy tốt mọi địa hình gồ ghề lầy lội, khả năng tải cao, động cơ mạnh mẽ, vượt đèo núi tốt, xoay sở đầu quay dễ dàng, tiết kiệm nhiên liệu, độ an toàn cao, phụ tùng phổ biến, dễ tìm giá phụ tùng hợp lý, dễ dàng tìm thợ sửa chữa trên mọi tuyến đường, bảo hành lâu năm không tốn chi phí sửa chữa. Xe rớt giá ít, dễ tìm người mua khi không sử dụng thì bạn nên chọn mua xe đầu kéo Hyundai. Đầu kéo Hyundai sẽ mang lại giá trị kinh doanh hiệu quả, độ an toàn cao cho nhà vận tải.
này, hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới video nhé.